mua nhà tận đất? Đó là một cái câu hỏi mà dạo gần đây Tuấn được nhận từ khách hàng rất là nhiều. Thì bên Tuấn hiện tại đang có chạy quảng cáo và giới thiệu cho khách hàng đó là một sản phẩm, đó là mua nhà và tặng đất cho khách hàng. Thì hôm nay Tuấn sẽ làm một cái clip để nói rõ cho khách hàng biết lý do tại sao Tuấn lại có cái câu tiêu đề đó là mua nhà và tặng đất như vậy. Thì hiện tại Tuấn đang có mặt tại cái dự án gồm có 2 căn nhà mà lúc trước Tuấn đã làm một clip review cho khách hàng về chất lượng của căn nhà cũng như là móng. Thì hôm nay Tuấn sẽ quay lại rõ cho khách hàng thấy đây là toàn bộ đều được làm bằng tường riêng nhé, có tậu riêng, một cái tổ riêng, móng thì cũng móng riêng, móng cặp rất là chắc chắn luôn, lên 6m. Thì căn nhà này được thiết kế nó là một trệt một lầu, 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, có sân trước sân sau rất là rộng và thoải mái. Đây sau đây mời khách hàng vào trong tham quan căn nhà. Thì dự kiến đâu đó là khoảng 1.5 tháng nữa sẽ hoàn thành và bắt đầu là bàn giao cho khách hàng. Thì ở đây phía trước chúng ta có thể thấy đây là một cái cửa được làm bằng sắt và sẽ được gắn kiếm cường lực luôn và rất là nhìn rất là đẹp luôn. Ở phía trong căn nhà thì toàn bộ đều được làm bằng được đổ đà. Đà này thì rất là chắc chắn, tuy đây là tấm giả nhưng mà được đổ đà và có thể chịu được trọng lượng sinh hoạt của một gia đình gồm có 7 đến 8 người vẫn là bình thường. Nếu mà khách hàng có nhu cầu thì bên Tuấn sẽ hỗ trợ đổ thành tấm thật. Thì cái chi phí đổ thêm tấm thật thì cũng đâu đó là khoảng thêm 30% nữa, tại vì cái tấm giả là cũng 70% rồi. Thì cái thiết kế điện ở bên trong thì là toàn là đều là chạy điện âm hết, điện âm và nước âm. Thì cái hệ thống điện này thì bên Tuấn sẽ bảo hành trọn đời cho khách hàng, tại vì bên Tuấn sẽ có một cái đội ngũ thiết kế cái bản đồ điện âm đó, nên có thể hỗ trợ cho khách hàng bất cứ lúc nào khách hàng cần. Thì hiện tại thì đang trong quá trình thi công nên cứ khách hàng có nhu cầu thích hoặc là đặt cọc căn nhà này và muốn sửa chữa lại theo ý của khách hàng thì khách hàng vẫn có thể yêu cầu đội ngũ bên Tuấn thiết kế thi công theo cái sở thích của khách hàng. Ở phần phía sau thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ. Thì phòng ngủ này được làm bằng cửa bằng gỗ nha. Thì toàn bộ phòng ngủ đều được làm cửa bằng gỗ. Thì hiện tại căn phòng này nó hơi tối nên không thể quay ở trong được. Khi nào có điện thì vẫn sẽ làm một thêm một cái clip review cho khách hàng. Giờ thì chúng ta sẽ đi thẳng tới không gian bếp. Ở cái không gian bếp này thì một điều đặc biệt đó là toàn bộ hệ thống nước thải cũng như là hệ thống hầm phốt thì đều được làm riêng tư hết. Thì sẽ không ảnh hưởng nhà này đến nhà kia nên không có cái tình trạng mà bị ngạt. Sau đây là cái phần đặc biệt nhất mà đầu clip Tuấn đã nhắc tới. Mời khách hàng đi theo Tuấn. Đây là cái phần mà tôi muốn tới đầu clip, đó là mua nhà thành đất. Thì đây là cái diện tích thật mà chủ đầu tư sẽ bàn giao cho khách hàng ở trong cái lúc mà ký hợp đồng là từ đây là đổ lên trên trước là khoảng 22m2. Còn từ đây đổ về sau đó là cái phần đất mà được chủ đầu tư tặng cho khách hàng. Cái diện tích ở cái phần đất này thì ở bên kia nó là khoảng ngang năm, còn chiều dài ở bên kia là 5, bên này là khoảng 2,5m. Thì đâu đó nó cũng nằm tầm gần 20m2 đó. Thì nó cũng rất là rộng rãi, quý khách hàng nào mà nhanh tay sở hữu được cái căn nhà này thì sẽ được tặng một cái miếng đất như vậy, có thể thoải mái trồng rau hoặc là nuôi những cái thứ mà mình thích, hoặc là làm một cái gì đó mà quý khách hàng cảm thấy ưng ý. Thì đó là cái mà dạo gần đây mà Tuấn hay được đặt câu hỏi, đó là mua nhà tặng đất. Thì đây là cái phần mà Tuấn muốn giới thiệu. Thì bây giờ Tuấn mời khách hàng lên trên lầu trên để tham quan thử ở cái phần ở trên để có gì trên nhé. Phần thang của chúng ta sẽ được toàn bộ đều được ốp đó bằng đá hoa cương và cái lan can thì làm bằng gỗ và kính cường lực và rất là chắc chắn và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Ở phía lầu trên chúng ta sẽ có 3 phòng. Phía trước thì là một cái phòng lớn. Thì ở đây là có thể là khách hàng sẽ sử dụng làm thờ. Ở đây cũng rất là hợp lý để sử dụng phòng thờ cho khách hàng. Thì ở trên đây có một cái không gian rất là rộng rãi và giờ hiện tại đang trong quá trình hoàn thành nên cũng chưa có hình dáng cụ thể lắm. Ngoài khách hàng có thể thấy cái không gian ở đây thì có thể lên đến 25m2 đó. Đó thì khách hàng nhìn qua bên đó cũng có thể thấy đó là tường được làm bằng tường riêng, tường đôi. Và đặc biệt nữa là trên tường là được ốp lên đến 1m2 nha quý khách hàng. Đây, là có thể chống bám bẩn và có thể dễ dàng vệ sinh. Ở không gian phía sau thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ hay trên cầu thang.
đây thì cũng đều được làm bằng gỗ, cửa bằng gỗ hết và đều được ốp lên đến 1m2, có cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài rất là thoải mái và thoáng mát. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tới một cái nhà vệ sinh ở ngay phía cuối hành lang và bên cạnh đó là một cái phòng ngủ nữa. Thì ở đây thì được sẽ được lắp đặt đầy đủ các hệ thống như là bồn rửa mặt, ga lau bô và hoa sen và hệ thống đường nước nóng lạnh đều đầy đủ nha. Và phía bên này đó là một cái phòng ngủ cũng tương tự như một phòng khác, có một cái cửa sổ, cửa được làm bằng gỗ và được ốp lên đó 1m2. Với một căn nhà có diện tích rộng rãi như vậy và được tặng thêm một miếng đất phía đằng sau như vậy thì với giá chỉ đó là 2.1 triệu thôi là quý khách hàng có thể được sở hữu căn nhà như thế này rồi. Và nó rất là thuận tiện di chuyển vào thành phố, chỉ mất đâu đó tầm 15 phút thôi. Thì quý khách hàng nào quan tâm hãy liên hệ với tổng đài 0946 98 234 để được tư vấn thêm. Chào.